Kính thưa quý vị, chúng ta đang đi tham quan U Minh Thượng ở Kiên Giang. Hello quý vị, chúng ta đang đi tham quan U Minh Thượng ở Kiên Giang. Wow, chúng ta đang chuẩn bị chui vào một cái đường hầm quý vị. À sao giống mấy chém ta? Wow.